Sáng nay thì mình ra mình tưới mấy cái cây rau lan các bạn, với một số cây chanh nè. Thì vườn nhà mình cũng có rất là nhiều chanh đó các bạn. Thì mùa này thì có cây thì có trái, có cây thì cũng chưa có trái nha. Thì mình sẽ ra mình coi thêm một số cây phía bên hướng bên đây nha các bạn. Thì có một số cây chanh nó cũng còn ra trái non, là trái lớn cũng rất là nhiều rồi các bạn ơi. Ở dưới đất nó ra rất là nhiều nè. Thì cái mùa này á các bạn ơi là mùa nghịch á, nên là nó cũng không có ra nhiều nữa các bạn. Tại vì nhà mình mới vừa hái thu hoạch đến một lần rồi các bạn. Thành ra nó ra thêm đợt hai nữa nè. Thì chanh nó cũng có mùa các bạn. Nếu mà mùa nào á, mùa mưa á, thì mình bón phân á, thì nó ra trái nhiều nha các bạn. Còn mùa nắng hạn quá thì cái chanh nó cũng ít nó các bạn, nó không có đậu được trái nhiều. Thì nhà mình nó nằm ở vườn trái cây Trung An, cũng cạnh ven con sông Sài Gòn các bạn, thì nước ra nước vô nè. Thì là trồng trái cây á, hay là chanh gì nó cũng rất là tốt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ qua bên cái gốc chanh bên đây mình lượm một mớ chanh nha các bạn. Thì để làm cái món gì nha thì mình sẽ cho các bạn biết luôn nha. Mời các bạn cùng đi hái chanh với mình nha. Thì nó không phải là hái mà là lượm nha các bạn. Cây chanh nó nằm ở sầm phút ở trong cái gốc cây lá bùa ngót đó các bạn. Che cây chanh lại nè, đây là lá bùa ngót nha. Với một số cây này là cây này là cây ngải cứu các bạn. Cây ngải cứu này có thể mình hầm thịt gà các bạn, mình hầm gà mình ăn rất là bổ luôn á, bổ dưỡng cho sức khỏe luôn á. Còn đây là cây có người kêu là cây phù du, có người gọi là cây artiso rừng nha các bạn. Chanh nó rụng, chanh cây này nó to do cho nó khuất ở trong đây các bạn, toàn là những trái to nè các bạn thấy không, nó khuất khuất trong đây nên là mình ít có vô hái các bạn, nên là mình không để ý nè. Đây nè chanh nè các bạn thấy không, đây nè bên kia nữa kìa đó các bạn thấy không. Đa số cây này nó trái thưa nhưng mà trái to nha các bạn. Còn hôm nay là mình không có hái nha các bạn. Tại vì nếu mình làm cái món này là mình chỉ xài chanh này cũ là được nha các bạn. Nó rụng nè các bạn ơi, nó rụng vàng luôn nè. Thì bây giờ mình lụm vô nha. Thì mấy trái chanh chín á các bạn, nó rụng á, nó rất là ngon, rất là nhiều nước luôn các bạn ơi. Để mình lụm mình đem vô rổ nha. Có rất là nhiều gai luôn, nó chỉ trên đầu luôn các bạn. Thì cái này nó già là nó rụng á các bạn, giờ mình không có hái là nó rụng nè. Thì hôm nay mình sẽ lụm chanh này vô, mình làm con cá trê nha các bạn. Thì hôm nay là ba mình nói là cái món cá trê mà nấu là, để nãy mình nói ba mình nói là cá trê xào lăng á các bạn. Thay vì người ta làm lươn xào lăng thì cũng có cá trê cũng có thể xào lăng được nha các bạn. Thì nó gồm những cái nguyên liệu như là nước cốt dừa và một số gia vị như là hành, tiêu, tỏi gì đó các bạn. Đây là cái gỗ chanh nha các bạn, mình mới vừa lụm được không hái nha. Tại vì hôm nay là mình xài số chanh này cũng không hết cho một con cá trê. Thì bây giờ mình sẽ vô mình biểu diễn nha các bạn, mình bắt cá trê biểu diễn nha. Đây là mình mua cá trê hôm qua, là nhà mình có mua được một con cá trê ở cái chị hay đánh cá ở sông Sài Gòn gần nhà mình đó. Chỉ hay bán cho nhà mình có mua được con cá trê là 4 ký mấy nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô mình bắt, mình biểu diễn cho các bạn xem là mình bắt cá trê nha. Cá trê này cá trê mua nha các bạn. Đây con cá trê bự chà bá luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ biểu diễn nha, mình đây là biểu diễn nha các bạn. Wow, cá trê. Mình sẽ kêu con gái mình ra nha các bạn. Để cho mình ví dụ như mình con gái mình nó không biết mình mua, để mình thử coi nó thấy con cá nó làm như thế nào nha các bạn. Ủa con đi chợ với ông ngoại về rồi hả? Để ba nhổ cỏ chút xíu ơi. Ba đang nhổ cỏ nè. Con đi thằng ba. Rồi ba nhổ cỏ nhiều quá nè. Cỏ nhiều quá trời. Con không thấy ba nhổ cỏ gì hả? Hả, con nghe tiếng ba nhổ cỏ đó. Cái
Cái gì vậy ta? Gì đen thui vậy? Ủa gì đen thui vậy ta? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Con cá chê. Phải không? Cũng. Trời ơi, sao con biết cá chê? À, ôi, ôi. Ủa nó chạy rồi sao bắt được đây? Chạy rồi, nó chạy rồi. Cá chê bự coi dữ vậy. Cá chê bự quá con ơi, nè. Cá chê bự quá. Bây giờ làm sao bắt đây? Lỡ thả nó ra biểu diễn rồi làm sao cho mấy cô chú coi, rồi bây giờ làm sao bắt được đây? Ôi da, ôi da, ôi da, nó lóc rồi, nó lóc rồi. Ôi, ôi. Chạy rồi, nó chạy rồi. Làm sao bắt được đây? Nó lóc rồi, nó lóc rồi, nó chạy rồi con ơi. Trời ơi, nó lóc quá dữ luôn. Cá chê nó lóc nó sinh tồn các bạn ơi. Nó đặc biệt cá chê này là mùa khô mùa đồ là nó nước cạn rồi nó đi rất là hay luôn. Có thể là sống dưới bùn nó cũng sống được vài ngày luôn các bạn, không cần nước luôn. Vô 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 vô. Vô đi. Wow. Wow, con cá chê khá là to nha các bạn ơi. Bây giờ sẽ có món cá chê xào lăng nha các bạn. Đây, nó bự nha các bạn. Mình cho nó vô cái sọt rồi. Do cái con cá chê này nó quá lớn này các bạn. Nên là mình không thể nào mà mình mình mần ở ngoài được rồi. Mình sẽ cho vô cái thao mà cái thao bự chà bá như vậy nè các bạn. Thì mới đựng được cá chê nha. Thì con đứng nó đi, đứng im để bà cho con cá chê nha. Con đứng thẳng đây cho cô chú coi cá chê bự cao cái nào. Nó cao tầm này, nó dài tầm này nha các bạn. Hết một cái nách của mình luôn các bạn. Thì nãy giờ làm con cá xong cũng còng lưng luôn các bạn. Nó cho nó bự quá khó cầm á. Giờ mình đã sơ chế xong rồi nè. Nó ra những cái thớ thịt nha các bạn. Bây giờ mình vào mình nấu thôi. Thì mình chặt cái chuối cây vô để mình làm rau mình bào mình ăn với lại cá chê xào lăng nha các bạn. Cá chê xào lăng. Thì bây giờ mình sẽ nhổ mấy tép xả vô để mình đập ra nha các bạn. Sẽ nhổ một ít nghệ luôn nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ nhóm lửa trước nha các bạn. Dầu ăn nha các bạn. Củ hành. Xả. Nghệ. Mình phi một số gia vị này lên cho nó thơm nha các bạn. Thì mình cũng cho cá vô luôn nha các bạn. Cứ phi cho nó thơm lên nha các bạn, cho nó săn thịt con cá lại nha. Muối, bột ngọt, một tí xíu thôi nha các bạn. Sau đó mình xào lên nha. Nấu đến khi nào mà nó săn thịt con cá lại thì mình mới cho nước dừa một đáy ba, mình có nạo dừa cho mình các bạn. Mình cho một ít nước dừa mà nước giảo ở trước nha. Thì cái món cá chê này các bạn, thì con lươn mình xào lăng được thì cá chê mình cũng vẫn xào lăng được nha các bạn. Cá chê này nó lâu năm lắm rồi đó. Thì nó hơn 4kg thì mình nghĩ nó cũng sống mấy năm ở ngoài sông các bạn. Cá chê mà nếu mà mình nuôi thì nó rất là mau lớn. Còn cái này ở ngoài sông á, do nó sống tự nhiên các bạn. Cho nên là nó không có mau lớn được như mình nuôi nha. Thì cái thịt nó rất là săn chắc luôn. Khi nào mà đánh miếng thịt á, mà nó tái lại như y như là cái khứa cá này các bạn. Cho nó to quá mình gấp cũng khó đó các bạn. Nè, y như cái khứa này thì mình mới cho nước dừa vô nha các bạn. Và sau khi con cá nó săn lên các bạn ơi, nó săn lên hết, mình chở là nó khô hết mấy cái đường chỉ tanh nha các bạn. Bây giờ mình cho nước cốt dừa vô nha. Đây nước cốt dừa giảo nha các bạn. Do hồi nãy các bạn, là hồi nãy chưa có nước đó là mình sợ ngũ vị hương nó không tan á. Bây giờ mình cho một ít ngũ vị hương vô nha. Mình nấu cho nó tan ra hết nha các bạn. Bây giờ chở cái cá là cho cái ngũ vị hương nó tan theo nước dừa nha các bạn. Thì chút xíu nữa mình nấu, sau khi mà cạn cái nước dừa giảo đầu tiên này á thì mình sẽ cho thêm một cái loại nước cốt dừa mà ba mình lấy nước đầu các bạn. Nó rất là đặc luôn nè. Đặc sệt luôn nha các bạn. Nước cốt là nước cốt đầu á. Thì lúc đó là mình sẽ tắt bếp, là mình cho nó sôi lên là mình cho nó sệt lại là mình tắt bếp mình dùng được nha các bạn.
Thì món này này hôm nay là mình ăn với bún nha. Ngày nãy ba mình có đi chợ mua một ít bún với lại một số rau, cái bằng rau rém á các bạn, rau rém là ốc chuối bào nè, với một số rau thơm nhà mình trồng các bạn. Thì nãy giờ con cá mình cũng chín rồi các bạn ơi, mình đã chở đều qua hết rồi, nó đã tái sạch hết rồi các bạn. Cá vừa ăn rất là thơm luôn các bạn. Thì bây giờ công đoạn cuối là mình cho nước cốt dừa đặc sệt cho nha các bạn. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Mình đợi nước cốt dừa này sôi lên. Và đây mình có chuẩn bị một ít thơm nha các bạn. Sau khi cho sôi lên cái là mình cho thơm vào là mình có thể dùng được nha các bạn. Thì cái món này á rất là thích hợp với các anh các chú mà hay mà nhậu các bạn. Đấy, nhậu thích hợp với rượu đế á. Chứ còn mình uống bia nó không hợp nha các bạn. Nhanh gì vậy? Cá vừa ăn khá là ngon các bạn. Cho thơm vô luôn nha các bạn. Bây giờ mình có thể dùng được ngay các bạn. Nãy giờ cái nồi cá cũng chín rồi các bạn ơi. Thì đây là cá nè, có này thơm mới để vô nha các bạn. Đây là cái gỗ gao rém nè. Gồm có lá quế với lại cây chuối cây thôi chứ không có gì nha các bạn. Các bạn thích ăn rau gì thì mình có thể thêm rau đó nha. Mời các bạn ở nhà ăn nha. Cứ cá to nhất này các bạn. Thì mình sẽ cho một ít cây chuối nha các bạn. Một ít lá quế nè. Ăn ngon không? Mình dính cái miệng nè. Phần nước cốt dừa các bạn nó đặc sệt lại rồi nè các bạn. Cá này ngon quá. Kiểu như là mình xào lăn nha các bạn. Đây, mời các bạn ở nhà cùng ăn cá chê nha. Cá chê xào lăn nha. Cá chắc thật đấy bạn. Nhưng mà nói là con cá ngoài sông các bạn, nó sống nó tự nhiên ngoài sông Sài Gòn á. Cho nên là con cá mà để bự mà 4 kg rưỡi như vậy á cũng mấy năm nha các bạn. Nếu mà cá nuôi thì nó lớn nhanh, còn cá này thịt nó rất là chắc luôn, còn dai. Rất là hợp với chú cây các bạn. Cái chuối cây á, ngoài ra nó có trái thì mình có thể mình vào mình dùng cái cây được các bạn. Ăn cái thân cây chuối á, rất là ngon, rất là mát các bạn. Thịt rất là chắc luôn các bạn. Hoàn toàn không tanh nha các bạn. Cho mình sơ chế rất là kỹ á, làm bằng chanh này, bằng muối nè. Rất là kỹ luôn, mình khử qua dầu mỡ với lại đốt xả, nghệ. Sau đó mình cho một ít ngũ vị hương vô các bạn, giờ rất là thơm luôn. Với thơm các bạn, thơm nó cũng rất là hợp với bún với lại chuối cây các bạn. Nó chắc, cái sớ thịt nó rất là chắc luôn các bạn ơi. Mới nấu xong nó nóng nóng rồi, ngon các bạn. Nó chắc mình cũng tưởng như là thịt heo luôn các bạn. Nó có sớ như thịt heo luôn á. Đoạn cá nó quá lớn. Mày ăn nấu khô lương không? Thấy nhiều thịt luôn. Đó thì đang chân bún tàu, chân chuối cây, làm mấy món nữa. Cái phần bụng rất dai các bạn luôn phần bụng nha.
dai thịt đỏ các bạn. Và dai luôn. Các bạn thấy không? Da bụng dưới nó giòn giòn các bạn, giòn trực trực luôn á. Con cá lớn vậy các bạn, xương nó không còn xương nữa các bạn, xương nào xương nấy, cộng nào cộng nấy cũng bự, mình không có, mình dễ thấy xương lắm rồi. Thì cái chảo cá này còn khá là nhiều luôn, khá là lớn luôn mà ăn rất là ngon luôn. Thì nãy giờ video cũng dài rồi, thì mình xin đóng video lại. Thì chào các bạn cả nhà nha. Thì các bạn hãy nhớ xem video thì thấy thích thì hãy đăng ký kênh, bật chuông chọn tất cả để nhận được thông báo video mới nhất của kênh Trinh Miệt Vườn nha. Thì bây giờ thì xin được tổng chào cả nhà. Chào con.